Đình chỉ công tác thẩm phán nhận hối lộ 500 triệu đồng để xử thắng kiện. Chiều nay ngày 16 tháng 8, thông tin từ Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị này đã ký quyết định tạm dừng đình chỉ công tác 90 ngày đối với ông Võ Đình Sớm, thẩm phán trung tâm tránh Tòa án Kinh tế Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai. Theo Tòa án Nhân dân tỉnh, lý do là vì ông Sớm bị cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao khởi tố, tạm giam về hành vi nhận hối lộ. Ngoài ra, Đảng ủy Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai cũng đã có văn bản đề nghị Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Gia Lai đình chỉ sinh hoạt đảng đối với ông Võ Đình Sớm. Những vụ án phân công cho ông Sớm xét xử sẽ được giao lại cho người khác. Như Vietnamnet đã thông tin, vào ngày 4 tháng 8, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ra quyết định tạm giữ khẩn cấp đối với ông Võ Đình Sớm để điều tra về tội nhận hối lộ. Đến ngày 15 tháng 8, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với ông Sớm để điều tra về tội danh nói trên. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy ông Võ Đình Sớm được phân công thụ lý xét xử vụ án dân sự tranh chấp quyền sử dụng đất. Trong quá trình thụ lý, ông Sớm đã đòi ông T, nguyên đơn, phải đưa thêm 500 triệu đồng để xử cho ông T thắng kiện. Sau đó ông T đã làm đơn tố cáo lên cơ quan chức năng.